Sáng ngày 2 tháng 8, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị thường trực tỉnh ủy làm việc với Ban dân vận tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội tỉnh về công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2024, Ban Dân vận tỉnh ủy đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, lực lượng vũ trang, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp giúp cấp ủy chính quyền, chỉ đạo giữ vững ổn định cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, chủ động tham mưu cấp ủy cung cấp tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh ủy về công tác dân vận, ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo toàn diện về công tác dân vận có trọng tâm trọng điểm sát tình hình thực tế thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách an sinh xã hội chăm lo đời sống nhân dân tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ hướng dẫn động viên cán bộ đảng viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng nhân rộng có hiệu quả các mô hình dân vận khéo góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích rõ nguyên nhân những hạn chế kiến nghị đề xuất giải pháp nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả chất lượng công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2024 và thời gian tiếp theo phát biểu kết luận hội nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu ban dân vận tỉnh ủy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh đảng ủy công an tỉnh đảng ủy quân sự tỉnh đảng đoàn ủy ban mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội tăng cường phối hợp tập trung lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền quán triệt thực hiện nghiêm túc hiệu quả các văn bản của Trung ương của tỉnh ủy về công tác dân vận, thực hiện nghiêm quy chế chương trình phối hợp công tác giữa các cấp ngành, tăng cường phối hợp nắm bắt trao đổi tình hình phát sinh ngay từ cơ sở, chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Ban dân vận tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu ban hành các văn bản, kịp thời sơ kết tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương của tỉnh. Phối hợp tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân. Đồn đốc nắm tình hình việc tổ chức giám sát phản biện xã hội năm 2024 của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở, ban chỉ đạo công tác tôn giáo và ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo các cấp. Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các luật mới có hiệu lực thi hành, trong đó có luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành luật nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, thúc đẩy chuyển đổi số cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thực hiện nghiêm công tác đối thoại tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thực hiện tốt công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đảng ủy công an tỉnh đảng ủy quân sự tỉnh lãnh đạo lực lượng vũ trang trong tỉnh đổi mới nâng cao chất lượng quy chế chương trình phối hợp hoạt động trong thực hiện công tác dân vận đẩy mạnh công tác quản lý cư trú ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng đơn vị dân vận tốt đảng đoàn ủy ban mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên đoàn viên hội viên xây dựng tổ chức vững mạnh Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với nhân dân theo quyết định số 218 của Bộ Chính trị, đề nghị các cấp các ngành tăng cường phối hợp trong công tác dân vận, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2024.